công ty khởi nghiệp Nobox, chuyên kinh doanh thực phẩm sơ chế qua mạng. Đại diện công ty này cho biết, kinh doanh thực phẩm qua mạng là một hình thức thương mại điện tử. Nếu áp dụng theo luật hình sự sửa đổi, thì phải có giấy phép kinh doanh. Hiện công ty đang rất hoang mang vì không có giấy phép. Bên team bọn em rất là hoang mang. Thì anh em không biết là đang bây giờ đang doanh thu cũng không cao lắm thì cũng chưa đến mức cao, chưa đến mức lo. Nhưng mà đến mức lúc mà doanh thu cao rồi không biết là đến bọn em đây đi làm về ngành công nghệ, không biết là mình có sai cái luật thì cũng có thể vào bóc lịch. Hiện nay, điều 292 Bộ luật hình sự sửa đổi cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng khởi nghiệp. Thậm chí, nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cũng đã được đưa ra. Tôi nghĩ là tất cả những cái điều như vậy nó sẽ dẫn đến là một cái môi trường làm cho các bạn trẻ vừa nhập chứng vào khởi nghiệp cảm thấy rất là mông lung, cảm thấy rất là hoang mang là ôi thế thì bây giờ chúng tôi làm như thế nào để mà tôi làm sao tôi biết là tôi vi phạm hay tôi không vi phạm. Tất cả những cái đấy nó đều tạo ra một cái sự hoang mang nhất định. Cách đây khoảng 2 năm, một hiện tượng trong làng công nghệ thông tin Việt Nam đó là sự xuất hiện của Nguyễn Hà Đông, tác giả trò chơi Flappy Bird, được cả thế giới biết đến. Khi đó, Hà Đông đã kiếm được khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày nhờ trò chơi này, nhưng chỉ bị nhắc nhở nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo điều 292 Bộ luật hình sự sửa đổi, thì Nguyễn Hà Đông còn có thể bị xử lý hình sự. Nếu như Nguyễn Hà Đông mà tự tung cái phần mềm lên mạng, mà tự trực tiếp thu tiền thông qua các hoạt động của những người dùng trả hoặc là thông qua hoạt động quảng cáo, thì rõ ràng cái việc này theo điều 292 là Nguyễn Hà Đông có thể bị xử lý vì đã rơi đúng vào cái trường hợp là cung cấp dịch vụ trên mạng không phép. Một số chuyên gia công nghệ cho rằng việc siết chặt giấy phép cung cấp trò chơi trên mạng là cần thiết, tuy nhiên không cần hình sự hóa và cũng nên tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân cũng được cấp phép.